Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Ngươi muốn cả sức mạnh lẫn mọi tử, ý ngươi là ngươi không chỉ muốn nữ nhi nhà ta mà còn muốn cả nhạc mẫu ta đây. Đã là một phàm nhân thấp kém lại còn có lòng tham không đáy. Đúng vậy, hiện giờ ta chỉ là một phàm nhân, nhưng ngươi thì sao? Bây giờ ngươi thậm chí còn không đánh lại nữ nhi của mình. Hiện giờ ta đã là dũng sĩ, chung quy sẽ có một ngày trở thành tân thần sáng thế. Tà thần, thời đại của ngươi đã qua rồi, đừng cố gắng dãy giụa làm gì. Vậy chúng ta cùng xem ai sẽ là người cười đến cuối cùng. Thuận tiện nhắc ngươi một câu, linh hồn của người địa cầu các ngươi có sự liên kết chặt chẽ với thân thể, cho nên không thể nào dùng trạng thái linh hồn ra vào. Nếu muốn đi vào, trước tiên phải tìm ra cách khiến người hồn lìa khỏi xác. Ồ, ngươi sẽ có lòng tốt nói cho ta biết những điều này ư? Cho dù ta không nói thì Gaia cũng sẽ nói những tin tức này cho ngươi biết, tin hay không thì tùy. Với lại, ngươi bị ta ăn mòn dễ dàng như vậy, trò chơi này cũng không còn gì thú vị nữa. Ta khá mong chờ màn thể hiện của ngươi đó. Cố gắng dãy dụa đến phút cuối cùng đi, tân thần sáng thế tương lai. Mật độ ăn mòn 25%. Ấy, có vẻ phải nắm chắc thời gian rồi. Hồn lìa khỏi xác, trong thời gian ngắn thì được, nhưng nếu để lâu dài thì đúng là hết cách. À, mình nhớ tộc Tinh Linh khá là am hiểu về phương diện linh hồn. Thần điện của tộc Tinh Linh. Tới tộc Tinh Linh dò hỏi một chút vậy. Tiffany đang nghỉ ngơi à? Thật là rõ ràng đang nghỉ hưu rồi mà vẫn còn cố gắng như thế. Đang đọc sách gì vậy? Đậu xanh, xem mấy thứ gì thế này? Hướng dẫn mang thai cho tộc Tinh Ninh. Ơi, vất vả lắm Tiffany đại nhân mới ngủ được. Huynh nhỏ giọng một chút. Ồ, Rosa. Qua đây cho muội. Ta biết rồi, đừng kéo nữa. Mà này, sao anh rể lại đột nhiên chạy tới đây vậy? Lại còn không báo trước cho muội một tiếng. Ta muốn hỏi Tiffany một vài việc. Thực ra ta đang gặp gặp một chuyện khá là khó nhằn, cần phải hồn lìa khỏi xác một đoạn thời gian dài. Hồn lìa khỏi xác. Vậy, huynh khỏi cần phải làm phiền Tiffany đại nhân, có muội giúp là đủ rồi. Ồ, Rosa, muội hiểu cái này ư? Tất nhiên, muội chính là một trong những thiên tài hàng đầu của tộc đó. Còn nhớ cái lúc chúng ta chiến đấu hay không? Lúc đó, muội đã dùng cách hồn lìa khỏi xác để thực hiện phân thân. Ký ức về đôi chân Noni của Rosa vẫn còn hữu hiệu trong đầu của ta. Trong đầu của huynh không thể nào chứa bất cứ thứ gì ngoài XXX hay sao? Rosa, muội có thể giúp ta chứ? Được thôi, nhưng muội có một điều kiện. Liếm chân muội đi, liếm xong thì giúp huynh. Không phải là muội cố tình làm khó huynh, nhưng từ lúc huynh kết hôn với Si tỷ tỷ, liền ném muội vào một góc không thèm quan tâm. Bây giờ có việc mới nhớ đến cô em vợ này, anh rể có hơi quá đáng rồi đấy. Một anh rể bạc tình bạc nghĩa như huynh phải bị trừng phạt như này mới hả dạ? Nào mau nếm đi, nếm tới khi nào muội thấy thoải mái thì muội sẽ giúp huynh. Rosa, muội cũng quá ngây thơ rồi. Loại chuyện này, đối với tên anh rể biến thái như ta mà nói, chẳng khác gì nào ban thưởng. Ôi, đợi đã anh rể muội chịu thua, vừa nãy muội chị đùa thôi. Còn chưa kết thúc đâu, tiếp theo mới là phần đặc sắc nhất.
Kỹ năng phóng đại giác quan đã được kích hoạt. Ôi, sao bên ngoài ồn quá vậy? Ngô tiên sinh, ôi chà, xin lỗi vì đã gây ra tiếng động lớn như vậy, đánh thức người rồi. Vừa nãy Rosa không cẩn thận nên bị ngã một cái. Ngã cái. Vậy thì Tiffany, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta sẽ mang Rosa về ký túc xá. À lại Ngô tiên sinh. Đau chết mất. Sao lại có vũng nước ở đây? Còn nữa, sao Ngô tiên sinh vừa nhìn thấy mình lại vội vàng chạy trốn cơ chứ? Khó khăn lắm mới gặp được nhau. Cái đồ bạc tình bạc nghĩa. Rosa, đây là thần khí có thể khiến ta hồn nghìa khỏi xác mà muội nói hay sao? Đúng đó, cái này không phải chỉ là máy chơi game VR thôi sao? Muội coi thứ đồ chơi này là thần khí à? Tin hay không thì tùy, dù sao muội đã cho huynh mượn thần khí đúng như giao ước. Thực sự không ngờ anh rể lại biến thái như vậy. Muội thật là hay nói đùa, trước mặt của ta vừa hay có một cây kem, mà ta đúng lúc có một cái miệng. Đây là loại lý luận biến thái gì vậy? Rõ ràng là muội dùng kem hấp dẫn ta trước, trách ta ư? Với lại ta thấy muội hình như là rất hưởng thụ thì phải. Ta có nhiều vợ như vậy, nhưng chỉ có muội luôn dùng kem dụ dỗ ta. Theo ta thấy muội mới là đồ biến thái, hả? Được rồi, ta mượn đồ đi đây. Cấp truyền thuyết. Thuật ma đạo. Viên quan nhộng không gian, đạo cụ. Hiệu quả sử dụng, có thể cho bất kỳ vật phẩm nào vào bên trong. Kích thước và chất lượng của vật phẩm nhận được sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lực của ma đạo thuật của người sử dụng. Mô tả vật phẩm. Được phát minh bởi thần hy chi tinh vĩ đại. Không hề sao chép cái gọi là ích châu linh cảm. Như vậy là thu xong rồi. Phải tìm một nơi an toàn để sử dụng. Đề phòng tà thần chớp thời cơ chiếm lấy cơ thể của mình. Cùng lúc đó, thần giới. Đây là đám cuối cùng. Chưa xong đâu. Đám nữ thần giả mạo này đều dựa vào thực lực dồi dào ở đây để ngưng tụ cơ thể. Chẳng mất bao lâu chúng sẽ tái sinh lại lần nữa. Dám giả mạo thành bộ dáng của các tiền bối, không thể nào tha thứ. Bất kể là ai làm ra điều này, ta cũng phải tóm được người đó. Những nữ thần giả mạo này đã cướp đi một nửa thần lực của thần giới. Tình trạng của kết giới đang càng ngày càng kém. Đừng quên mục đích của chúng ta. Ta hiểu việc quan trọng nhất chúng ta bây giờ là tu bổ kết giới, không thể nào để ma nữ lợi dụng sơ hở lọt vào ngay lúc này. Giờ mới nghĩ đến việc tu bổ kết giới thì quá muộn đó. Xin lỗi, phòng ngự của các ngươi có lỗ thủng quá lớn, ta không cẩn thận chui vào rồi. Không biết hai vị có thể hạ mình đi một chuyến với ta chứ? Vinh dự hay không, các người sắp trở thành tế phẩm trên con đường thành thần của ta rồi. Trong cung điện của Nidia. Ôi,